Bài 6, cho phân số E 2x cộng 1 phần 6x trừ 3 với x cột vào Z, tìm giá trị nhỏ nhất của A. Thì các bạn viết là E nè, 2x cộng 1 phần 6x trừ 3. Thì đây là dạng phân số, thì phân số có nghĩa khi và chỉ khi B khác 0. Vậy mình điều kiện E có nghĩa khi và chỉ khi, có nghĩa khi và chỉ khi 6x trừ 3 khác là 0. Tương đương mình giải ra x khác 1 phần phần 2. Ok chưa? Và tiếp theo các bạn làm sao để cho cái tử nó về lại trở thành một con số. Thì các bạn viết là E giúp lợi nè. Sau đó các bạn nhìn cái hệ số đứng trước thằng x nha. Đứng trước thằng x, đây là 2 nè và đây là 6. Thì bước 1 các bạn tìm bộ chung nhỏ nhất của 2 và 6, đó chính là 6. Vậy 6 ở dưới cần nhân 1, 2 ở trên cần nhân 3, thì các bạn nhân 3 2 vế, 3 nhân e bằng 3 nhân mở ngoặc 2x cộng 1. Được chưa? Bạn làm sao để cho hai cái hệ số đứng trước thằng x nó phải giống nhau để bài toán nó trở nên dễ hơn. 3x bằng phân phối vào ra 6x cộng 3 phần 6x trừ 3. Khi đã bằng nhau rồi thì ta có 3 nhân x bằng, sau đó các bạn viết là mẫu nè 6x trừ 3, và các bạn viết cái mẫu ở lên trên nữa. Sau đó lấy cái mẫu cái hệ số tự do trên tử nè, trừ đi cái hệ số tự do của mẫu là đây nè, trừ 3. 3 trừ 3 ra cộng 6. Và các bạn kiểm tra trừ 3 cộng 6 có phải ra 3 đúng không ạ? Đúng. Vậy bằng mẫu số chung các bạn tách thành mẫu số riêng. Rồi các bạn rút gọn thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? Đây rút nè, ra là 1 cộng 6 phần 6x trừ 3. Được chưa? Đây là 3e. Rồi các bạn tới đây các bạn có thể rút gọn được nữa, hoặc là các bạn lập luận. Được chưa? Các bạn lập luận nha các bạn. Đó. Rồi các bạn chuyển e qua. Chuyển 3 qua, vậy là bằng 1 phần 3 cộng nhân chuyển qua thành chia, vậy là bên trên là 6 dưới 3 thì còn lại 2 phần 6x trừ 3. Đây là hệ số rồi, hằng số rồi, thì tập trung vô thằng này thôi. Vậy E thì các bạn nhớ chỉ còn duy nhất thằng mẫu dính cái chữ x, thì các bạn biết mẫu của mình khác không rồi. Thì các bạn nhớ nha, số gồm có 3 loại số: lớn 0, nhỏ 0, bằng 0. Mà do khác 0 rồi, các bạn bỏ trường hợp bằng đi. Vậy chỉ còn trường hợp thứ nhất, có là 6x trừ 3 lớn hơn 0, đương x lớn hơn 1 phần 2. Thì tương đương, các bạn tập trung vô thằng này thôi, 2 phần 6x trừ 3, thằng này lớn hơn 0, này lớn hơn 0, vậy suy ra phân số nó lớn hơn 0. Trường hợp thứ hai đó là 6x trừ 3 nhỏ hơn 0, tương đương x nhỏ hơn 1 phần 2, tương đương 2 phần 6x trừ 3, ngày lớn 0, này nhỏ hơn 0, vậy phân số nhỏ hơn 0. Được chưa? Và các bạn lập luận nè, E có giá trị gì ạ? E của mình là giá trị nhỏ nhất có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi. Thì hôm nay nhỏ nhất đây, e các bạn tập trung vào e nè, hôm nay hằng số rồi, vậy phải hằng này nó nhỏ nhất, vậy là 2 phần 6x trừ 3 nhỏ nhất. Mà mình biết rằng cái thằng này chỉ có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 0, vậy muốn nhỏ nhất thì nó phải nhỏ hơn 0, vậy là 2 phần 6x trừ 3 nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 khi 6x trừ 3 nhỏ hơn 0. Và hôm nay nhỏ hơn 0
nhỏ hơn không, và nhỏ nhất khi thằng này phải là lớn nhất, được chưa ạ? Mẫu nó phải lớn nhất khi và chỉ khi 6x-3 lớn nhất và 6x-3 nhỏ hơn không. Lớn nhất mà nhỏ hơn không, số âm mà lớn nhất khi và chỉ khi 6x-3 bằng -1. Và tới đây các bạn giải ra tìm x bằng chuyển vế độ dấu, vậy là ra là 1/3.